Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Danh tuyển 100 lao động phổ thông làm việc ngay. Công ty Việt Danh chuyên sản xuất các đồ dùng bàn ăn như đũa, muỗng, nĩa, dao bằng inox, dụng cụ nhà bếp chuyên nghiệp, chuyên cung cấp cho các đại lý kinh doanh và các nơi bán sỉ lẻ khác nhau. Chúng tôi luôn đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất với nhiều đối tượng khách hàng, mẫu mã đa dạng, phong phú và giá cả hợp lý nhất. Hiện tại, do nhu cầu phát triển sản xuất của công ty, Việt Danh đang cần tuyển gấp 100 lao động phổ thông. Nếu phỏng vấn đạt sẽ đi làm ngay. Mô tả công việc như sau: làm việc ở bộ phận mài, cơ khí, đóng gói, kiểm hàng, khuôn mẫu, sấy, chủ yếu ngồi hoặc đứng máy. Có máy hỗ trợ, không cần kinh nghiệm sẽ được đào tạo học việc. Quyền lợi được hưởng khi gia nhập công ty: lương thỏa thuận theo năng lực. Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật lao động. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Để tham gia ứng tuyển, bạn cần đáp ứng đủ các yêu cầu sau: không phân biệt nam hay nữ, trong độ tuổi từ 18 đến 40. Có sức khỏe, ưu tiên ứng viên có hộ khẩu ở Bình Dương. Thật thà, chăm chỉ, chịu khó, chấp nhận làm ca, làm thêm ngoài giờ. Yêu cầu hồ sơ: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch có dán ảnh xác nhận của địa phương, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, photo công chứng, giấy khám sức khỏe bản A3, thời hạn không quá 6 tháng, photo công chứng có văn bằng có liên quan, 4 ảnh 34, 4 ảnh 46. Mọi thắc mắc liên quan đến công việc, vui lòng liên hệ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Danh, địa chỉ Lô A30, đường số 9, cụm công nghiệp Uyên Hưng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Điện thoại 01698 810 616, gặp Miss Nhi. Xin lưu ý ghi rõ biết đến tin tuyển dụng tại việc làm nam bộ.vn trên hồ sơ. Xin cảm ơn.